là cánh thư ghi nét chữ cô em học trò. Đây là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Đây là áo lẽ bao nhiêu đêm thâu em hỏi em đã. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chục tình hào phương thương mê. Ngồi đọc lá thư đến sự tha thiết bánh chưng học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặt vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả người ta ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem linh hồn nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai hy sinh về vui thật là vui. Không quên người xương gió phương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu qua lời của con, chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu thương anh dành cho em. Khi dừng về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân học ngày mai. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn qua tiếng hát Văn An. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem linh hương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi dừng về vui thật là vui. Không quên người thương gió phương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính đi ngoài lời của con, chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân học ngày mai. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời
xuân hồng ngày mai. Xin cảm ơn ca sĩ Nga Hằng rất nhiều.